đủ mắt ở trong chiếc xe nằm trong đám khói của đèn á, ngồi ở chổng là chết ngợp luôn. Hồi nãy nãy quá chất mà, quá chất không, bây giờ là chỉ có két á. Đi thôi ơi, thôi ơi, bung luôn Dũng ơi, xuống đây nè, đủ máy vậy xong ai báo, báo cho nó xuống đó. Chỉ có Tiền Giang chạy lên là kịp thôi chứ đâu có chạy kịp đâu mà. Cái dân kia nó bớt đường rồi đâu. Đủ máy giờ lẹ chứ má, bỏ xe hết luôn rồi đó. Má ai mà tiếc ngồi trong xe hồi thì chết ngợp luôn, cái này quá chất mà. Này quá chất mà. Đúng rồi, ai mà tiếc ngồi trong xe hồi chết ngợp á. Cỏ vô nó cháy luôn à. Má xui ghê luôn, nãy vượt qua được là hót rồi. Má nãy vượt qua luôn là được là hót rồi. Ở trên nó tắt rồi kìa, ở trên nó tắt bớt kìa. Ôi đừng có bỏ gì vô đó, trên nó tắt rồi kìa. Thấy không? Trời ơi, chạy đi. Bỏ đi, khóa xe lại. Thấy không, ở trên nó tắt rồi kìa, đừng bỏ cỏ gì vô nữa. Hướng về mà nó đang lùi đó. Đó. Ở trên nó, ở trên thấy không? Nó khói trắng rồi kìa, nó tắt rồi kìa. Đúng rồi, đúng rồi. Vòng vòng xuống thì chỗ đó luôn nó cháy. Có hừng á, không giờ để nó tắt từ từ đó. Có khói trắng là tắt rồi đó. Khói trắng rồi. Ờ, có khói trắng là nó tắt rồi, tắt ở trên rồi kìa. Cháy hồi thấy lửa không? Má nó dục xe luôn, giờ mấy trăm chiếc xe nằm trong đám một thối luôn nè. Thôi ra thôi ơi, đủ mắt ở trăm chiếc xe nằm trong đám khói của đèn á, ngồi ở chổng là chết ngợp luôn. Hồi nãy nãy lơ Phương Trang xuống cái mặt ở đây hồi lùi em phóng xuống bỏ chạy này chứ đâu rồi. Xe nó chạy đâu mày lửa luôn rồi, nghe chăng chỗ cháy luôn. Có cái bạc sợ cháy, bạc nó cháy nữa còn cháy nữa đó. Đó, nó ra khói trắng là tắt rồi đó, ra khói trắng là tắt rồi. Tắt rồi, cái này khói trắng là tắt rồi. Còn mà khói đen nó hút hút lên là nó cháy hoài luôn. Xe bây giờ dính trong cái đám luôn, anh dính ngay cái bảng à. Ủa má giờ không biết sao nữa. Mấy trăm chiếc luôn, từ trên nó xuống á là bị dính trong đây luôn à. Dính trong lùm cháy ra. Thôi ơi, nắng nóng quá. Má cái xe chở quá chất, em bị cháy ở trên cái đường ngược chiều nè, cái nó chạy quá chất xuống giờ cháy quá trời luôn. Chặn rồi, nó chặn rồi, chặn là nó càng cháy lớn. Bây giờ để vô nó ra khói trắng là nó tắt rồi kìa, ở trên nó tắt rồi đó. Bây giờ nó tự nó tắt thôi à, chứ nãy dập vô nó cháy thêm. Cái này xăng đổ ta. Không, quá chất. Má người. Cái chỗ chữa cháy được má. Chữa cháy gì giờ có trên Tiền Giang chạy xuống như vậy, chạy xuống. Dạ chú. Tiền Giang nó đi ngược chiều, nó đi lộ nhiều lắm anh ơi. Dè không kẹp anh ơi, kẹt quá trời sao dè. Biết bao nhiêu xe dính ở chổng luôn. Má nó ngút cháy nguyên bầu trời rồi. Con đĩ mẹ nó. Nãy mà bỏ xe không kịp là chết trong đó luôn đó. Má hên bỏ xe kịp chạy á. Nó tắt rồi, đỡ rồi đó. Hên mấy chiếc trong còn đưa thao. Đù má mà còn cái xe chủ nó còn cháy hừng hực hoài luôn rồi. Nó cháy hoài, nó ba nửa đường này nó là nó cháy mà. Đúng rồi. Nó nóng càng nóng nó cháy nữa. Không, nó tự nó tắt à. Đó, nó ra khói trắng là nó tắt rồi đó, thấy chưa nè. Còn cái xe chủ kìa, đủ má nó còn cháy hừng hực hoài luôn á, mới chết á. Ừ. Cao tốc Trung Lương anh ơi. Cái xe của anh Kỳ. Anh Kỳ đâu, anh Kỳ đâu rồi? Xe nào vào vô đây. Đúng anh Kỳ. Chống chống không anh Kỳ. Má
nóng lắm á, nóng lên kìa, để từ từ anh kìa. Má người ta bỏ xe luôn, người ta đua hết luôn, quá trời luôn, mấy trăm xe trong đó luôn á. Cái này là phải xài cái chất của tụi nó mới tắt, chứ mình càng bỏ vô càng cháy á. Không có quà cứu quả là phải xài cái mình xài cát á, cát đó ba sắc này, cát chứ bột lại rồi, xe cứu quả lại rồi, mới tới rồi, hên quá xe đó anh, má xe mình đủ má lấy ra được rồi nè, tỉ mẹ nãy trong đám cháy nè, về luôn anh ơi, hên quá xe mình lấy ra được rồi nha mọi người, hay quá, về luôn anh ơi, về luôn. Mấy chai xe bên trong nó về đây, nó tắt bớt rồi đó. À, nó mấy trăm xe luôn nè, giờ khói nó tàn nó thấy nè. Má khủng khiếp. Hết cháy rồi anh, mà bây giờ còn có cái đám cháy cái chỗ nguồn gốc nè, đó còn cháy chỗ chiếc xe á. Ủa má, ai mà tiếc mấy chiếc xe nãy giờ ngồi trong đây là hành heo luôn rồi, nóng như chó vậy. Má mình đứng bên đây muốn chết luôn á, bên nó hỏi sao chịu nổi, tài xế nọ giục xe chạy hết trơn. Đường cao tốc Trung Lương các bạn ơi. Ủa má, đó rồi nè, biết bao nhiêu xe nãy mà không tắt là đủ má, chắc banh đường luôn á, bỏ xe chạy đủ má, tán loạn đó luôn. Có cái xe ngược chiều nè em, nó đang cháy, vẫn còn cháy luôn nè. Đó, đó, nó chảy cái nước này ra, nó cháy xuống hết, nó cháy xuống đây. Ủa má, hên nãy nó mà lan rồi tới đây là xong phim luôn rồi. Má hên xe mình ve ra kịp, không là xong phim rồi. Má sắt mà nó còn cong đường, má nó nóng dữ vậy trời. Đó nhìn nè, ủa má nó nóng mà nhựa đường chảy luôn. Má mấy xe gần gần trên đó mới nguy hiểm. Kề tài xế bỏ chạy, giờ mạnh này lên xe, lên xe ve về luôn. Má cái xe Phương Trang nó đang thùi lùi luôn. Má nãy lo Phương Trang leo xuống mặt đây thùi lùi như với ông đệ, ôi với ông táo rồi. Ông bấm ra mở cửa cho nó được á. Hồi nãy nó chạy, hồi nãy mà hên là mình cho nó chạy xuống lỗ cống này, hiểu không? Nó cháy gì lỗ cống thôi. Chứ mà để nó lan nữa, lan nữa. Bước lẹ đi, rồi coi điện thoại đi, chạy lẹ đi. Thôi tới đó được rồi, hết sợ rồi chú Bộ ơi. Biết rồi, bây giờ mình qua lấy đồ, hành lý, ba giấy tờ không đi. Ủa xe còn đâu, giờ ve xe thôi. Hiểu mở được ơi. Dập được, bây giờ nó dập ở đây, nó tự nó tắt rồi, mình đưa nó xuống cống nè, nãy rải mấy cỏ, nó chảy xuống cống, nó tắt rồi nè. Còn cái xe ở trên thì chữa cháy đang chữa mà chưa tắt nữa, nó còn cháy hoài luôn. Má nó ngược chiều mình mới đau. Má nó nóng như cái lò heo, ý mẹ. Cái xe Phương Trang kìa, đang thùi lùi. Phương Trang ở trên đó. Ủa má, để thấy lỡ chạy xuống mặt nó như ông táo. Tài xế chạy ta ngồi. Đồ má bắt cái đây thùi lùi rồi, nó bỏ xe chạy luôn. Đồ má. Ở cao tốc Trung Lương. Má nãy đám cháy mà không nhờ hai cái hiệp sĩ này là coi như đâu có tắt đâu. Cảm ơn hai anh nha. Má giỡn hoài. Má. Nó chạy xuống đầu á, nó chạy nó đâu nó cái đồ nó đang đổ xéo xuống nè. Chứ dầu thì nó đâu. Cao tốc Trung Lương, cao tốc Trung Lương em ơi. Để nó hút khói với cái cống nè. Nè, đủ má nó xuống cống mà nó còn cháy nữa nè. Nó cái quá chất gì ở chứ phải dầu đâu. Nó dầu cháy chút hết. À. Đó đang nổ nữa kìa.
đó còn nổ trên nữa kìa, còn cháy nữa kìa, nó đéo tắt luôn, cái quả xuống không tắt luôn nè, khủng vậy. Bùng quá chết á, lớn lắm, nó chạy mấy cái chiếc xe nó lầy qua mấy xe cái bên luôn mà. Cái xe Phương Trang đây thùi lùi luôn nè, đó Phương Trang đang về má, nãy thằng Lơ sao nó không chạy, à, nãy thằng Lơ nhảy xuống cái mặt vô ông táo này thùi lùi bỏ chạy. Bị nổ xe quá chất anh ơi, xe quá chất ngược chiều nè, đó phụ má nó cháy hoài luôn, má khủng hoảng thiệt, má cháy mà nãy không tắt chắc đụ má còn khỏi dập luôn, mấy trăm xe dính trong đây mạnh ai lấy xe đó, người ta bỏ xe người ta chạy xuống đất hết luôn nè. Má nhờ hai anh này nha, hai anh này cứu quả rồi. Lên dập là ngồi thạnh hay quay luôn á Tứ ơi. Có nổ 2 3 lần luôn mà, nổ lớn đó. Đây lấy được xe là nổ vô bơm hạt nhân luôn. À. Yeah, đó. Thấy mẹ luôn. Hồi nãy giờ cái anh này với anh này nè, cứu quả chứ không là nó cháy xuống đây là chết luôn rồi. Rồi lại tính chạy lên kêu anh Dũng xuống xe đua đi, quay qua anh Dũng đâu mất tiêu.